Thì cái đậu xét đây là một cái yếu tố mà rất là nhiều thí sinh phải cân nhắc khi mà họ cân nhắc đến câu chuyện là theo đuổi chứng chỉ này. Bởi vì chắc chắn là nếu mà đậu nhiều quá thì cái giá trị của chứng chỉ này nó sẽ bị hạ xuống. Nhưng mà nếu mà cái tỷ lệ pass mà nó lại quá thấp thì sẽ thực sự rất là khó để mà học viên hay là thí sinh có thể theo đuổi được. Thì tỷ lệ pass rate của kỳ này là 38%, thì không biết là hai anh có nhận định nào về cái tỷ lệ pass rate của kỳ thi năm nay không? Thực ra khi mà nhận được kết quả ấy, và thấy rằng pass rate của kỳ thi năm nay là 38%, thì thực ra là mình cũng chẳng có suy nghĩ gì. Tại vì là thứ nhất là cái tiêu chí chọn ứng cử viên pass của CFA nó khá là khác. Thứ nhất là họ không có điểm chuẩn, và cái thứ hai là họ cũng không có chỉ tiêu. Thế cho nên là cái con số là 30 hay là 40 nó là một con số mang tính chất ước lệ. Thế ngoài ra là thì ngoài cái tiêu chí về phổ điểm thì CFA họ còn có đưa ra rất nhiều các tiêu chí khác để mà có thể là đánh giá xem là như thế nào thì ứng viên đó sẽ hoàn thành một cái level của một kỳ thi. Thế do vậy là thực sự là mình cũng không quá quan tâm đến cái tỷ lệ đó là cao hay là thấp. Với anh thì trước khi thi anh đã nghiên cứu cái việc này khá là kỹ. Thứ nhất là cái tỷ lệ đỗ trong từ năm 2012, trong khoảng tầm 2012 đến 2018 giờ khoảng tầm hơn 40%, còn những năm gần đây nó chỉ khoảng 30% thôi. Thì anh thấy đấy là một cái nó xứng đáng, nó vừa đủ. Nhưng mà nó không biết là thời anh Dũng như nào, chứ thời bọn em là thời thi đại học và thi cấp 3 cạnh tranh nó ác liệt hơn thế. 1.6, 1.7, coi như đây là một chọi 2.5 đúng không? Thì nó còn ác liệt hơn thế nhiều, thành ra là nó khá là xứng đáng. Với cả có một cái trend đâu đấy là anh nghiên cứu nó khoảng tầm 2020-2021 ấy, khi mà kiểu thị trường bắt đầu bong bóng rồi thì ai ai nhà nhà cũng đi đánh chứng cũng đi cổ phiếu các thứ ấy, thì cái điểm chuẩn của CFA nó tăng lên, cái điểm pass rate nó tăng lên ấy, với cả tỷ lệ đỗ nó cũng tăng theo ấy. Nhưng mà sau đấy thì bắt đầu đến năm 2022 anh bắt đầu thấy nó giảm xuống cái kể cả cái điểm chuẩn với tỷ lệ đỗ, thì anh thấy là các anh các chị bắt đầu chán CFA rồi. Ok, lúc đấy là lúc mình lao vào là lúc khá là hợp lý, thành ra là điểm nó không bị khắt khe quá và tỷ lệ đỗ nó cũng khá là ok với mình, nên là mình chế được, nên là phải quyết định chế luôn. Đối với em thì có một cái thông tin mà em có tìm hiểu được từ phía viện CFA công bố, đấy là thực chất thì người ta sẽ không đưa ra một cái pass rate quy định nhất định cho mỗi kỳ, tức là người ta sẽ không quyết định là kỳ này thì nên cho bao nhiêu bạn pass, bao nhiêu bạn fail, mà người ta sẽ dựa trên câu chuyện là nghiên cứu cái đề thi xem là một ứng viên đủ tiêu chuẩn để được họ coi là pass level 1 thì sẽ nên làm đúng bao nhiêu câu và làm sai bao nhiêu câu với xác suất là bao nhiêu phần trăm, và từ đấy thì đưa ra cái mức điểm pass thấp nhất, và lúc đấy thì ai là thí sinh mà vượt qua cái mức thấp nhất thì sẽ pass được. Thế là em nghĩ là nó cũng sẽ là tổng hợp của nhiều yếu tố, nhưng mà nhìn chung thì mình kết luận lại ở đây đấy là cái mức pass rate như thế thì thực sự là không phải câu chuyện quá bất khả thi đối với những người cố gắng với cách tiếp cận đúng. Và đồng thời thì CFA họ cũng có những cái phát biểu mang tính chất đáng tin cậy về chất lượng của ứng viên, đảm bảo là những người đã pass qua thực sự là những người xứng đáng. Vậy thì cũng rất là may mắn và rất là vui mừng chúc mừng các anh là cả hai anh đều đã giành được kết quả rất là xuất sắc, top 10% đối với kỳ thi này. Thì không biết là em có thể lắng nghe một chút cảm xúc của hai anh khi mà mình nhận được cái kết quả này, khi mà mình mở cái email thông báo kết quả của CV lên được không ạ? Thực ra là với mình thì mình không bị cái áp lực cái chuyện là cao hay là thấp. Đấy. Mà mình cũng hơi bị căng thẳng ở một chút ở cái đoạn là nó phải đỗ. Tại vì là nếu như mà nó, tức là cái đặc thù của mình nó khác một chút, tức là nếu như mà đã không thành công một lần này thì thực sự là để mình tiếp tục lại các lần sau thì mình phải dành ra một cái quỹ thời gian rất là lớn, thời gian rồi công sức, rồi mình lại phải sắp xếp các công việc khác nữa. Đấy, cho nên là cái việc mà mình đi thì đi thi là mình xác định rằng là nó phải có thành quả. Đấy, cho nên là khi mà nhận được cái kết quả báo là đã pass rồi thì cũng giống như mọi các thí sinh khác thôi, đó là mình rất là vui. Đỗ thì đương nhiên là phải vui, nhưng ở đây là nó vui không chỉ vì đỗ mà vì những cái công sức, về những cái quyết tâm, về các cái nỗ lực trong một cái thời gian mình dành cho. Đấy, thì mình thấy rằng là cái kết quả đó nó là xứng đáng so với những cái sự đầu tư, những cái sự hy sinh và những cái công sức của mình. Đó, nó vui ở cái nghĩa vậy, chứ nó không chỉ là mình đã pass qua một kỳ thi rồi. Anh hiểu thì sao ạ? Anh mới nhớ lúc đấy là 7:30 tối.
Anh đang đi trên đường Nguyễn Tri Phương và mọi người biết thì cái đường đấy nó không được dừng. Lúc ấy thì anh thấy điện thoại của anh nó cứ reo liên tục. Anh biết là ôi thế này là mọi người biết điểm rồi, mọi người nhắn tin vào Zalo nhiều rồi. Thế là anh phải phi thật nhanh đến cái đèn đỏ gần đấy để anh dừng lại. Và anh mở email ra xem, anh kiểu dụi mắt mãi để xem là mình có nhìn đúng không. Oh, congratulations, là đỗ đúng không? Ok. Và lúc đấy anh phải thật sự anh phải chụp kết quả, anh hỏi mọi người ở đây có phải thật sự là top 10% không. Thì anh thấy mấy bạn khoe ở trên là điểm giống anh thì anh nghĩ top 10% thật. Thế là lúc đấy thì ngay lập tức là kiểu không hiểu chuyện gì xảy ra này, phải đi ăn một cái bánh mì thật là ngon để chúc mừng. Thực ra phần này tôi cũng có một cái tâm trạng giống anh hiểu đấy, tức là mình thì khi mà chờ đạt kết quả ấy, thì mọi người bảo là khi mà mở mail ra ấy, thì nên để ý hai chữ, một là congratulations hoặc là thank you. Nếu mà bạn bốc vào cái ô thank you là có lẽ là vào ô mất lượt rồi. Cảm ơn và xin lỗi của Chili. Đấy đúng rồi. Cái thứ hai nữa là ở cái đoạn về thực ra mình chỉ quan tâm đỗ hay trượt thôi. Chứ còn lại mình cũng không biết rằng là nó lại có thêm một cái file PDF để nó chi tiết cái phần đó. Và thực ra là mình còn không biết đọc cái file điểm đó như thế nào. Đấy, mình chỉ có là đi share cho mọi người biết, các cái giảng viên ở WhatsApp ấy, để cũng là để cảm ơn họ, để là vì là những cái nỗ lực đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Thế và khi mà họ mở ra thì họ mới báo là top 10 à? Nhưng mình là thì tôi cũng không biết đâu, thì top 10 thì top 10 thôi. Thì lúc đấy là mình biết là điểm số là như vậy, và nó cũng là một cái mà cái kết quả mình nó còn cao hơn so với cái kỳ vọng và cái mong muốn của mình. Thì lúc đấy thì mới biết rằng là top 10 thì nó vui như thế nào. Cho nên bình thường nó chỉ là pass hay là qua thôi. Rất may là mở ra là không thấy chữ thank you đâu cả. Em cũng nghĩ là như thế, em cũng từng có những cái trải nghiệm mà lúc em đi thi thì em chỉ mong là thôi mình pass là được rồi, hoặc là thôi mình ráo mình không fail. Nhưng mà cũng rất là tình cờ là trong cái quá trình mà mình cố gắng mình theo đuổi cái mục tiêu là làm thế nào để mình không fail, thì cuối cùng thì có vẻ như là những cái nỗ lực của mình nó đi đúng hướng, và có vẻ là mình cũng có một chút may mắn nữa, thế là mình đạt được một cái kết quả và nó rất là ấn tượng. Thì em nghĩ là để mà nói là đó có phải là một thứ mà khiến các anh vui nhất không ở trong suốt cái chặng đường theo đuổi thì maybe nó không hẳn, nhưng mà mình có thể coi đấy như là một cái minh chứng cho tất cả những cái gọi là up and down mình đã vượt qua trong suốt cái thời gian mà mình ôn thi cũng như là học tập, đúng không ạ?